Đoàn công tác của tỉnh Bình Định vừa tổ chức ra thăm, tặng quà và chúc Tết quân dân xã đảo Tiền Tiêu, Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn. Chúc Tết các lực lượng đóng quân trên đảo, đoàn công tác đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm chăm lo thật chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đặc biệt phải nâng cao tinh thần cảnh giác, có kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia, đảm bảo người dân được đón Tết bình an đầm ấm. Đoàn công tác cũng đã đến thăm chúc Tết tổ công tác Hải Đăng đóng tại xã đảo Nhân Châu, trao tặng 68 xuất quà cho các hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp bà con nhân dân trên đảo được vui xuân, đón Tết tươi vui, ấm cúng. Trong năm nay, Đà Nẵng sẽ thực hiện thanh kiểm tra 100% cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Đó là một trong những mục tiêu của kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vừa được ban hành. Theo kế hoạch, 100% cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Đà Nẵng được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Kiểm tra 35% cơ sở sản xuất ban đầu, tàu cá có chiều dài dưới 15 mét đã ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Đà Nẵng cũng sẽ xây dựng mới từ 7 đến 10 chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Kiểm tra 100% chợ đã được công nhận chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Quy hoạch xây dựng nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm, công nghiệp hiện đại theo quy trình giết mổ tự động hóa, khép kín, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên. Khống chế tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính dưới 6 người trên 100.000 dân. Để sớm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh tiến hành đợt tiêm phòng thí điểm 3.000 liều vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục tại 4 xã Vĩnh Tú, Trung Nam, Vĩnh Hòa và Vĩnh Kim. Đợt tiêm phòng vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục ở huyện Vĩnh Linh diễn ra từ ngày 25 đến 30 tháng 1 năm 2021, theo nguyên tắc tiêm cho đàn trâu bò của các hộ tại thôn xóm chưa có dịch trước, sau đó tiêm cho đàn trâu bò khỏe mạnh của các hộ tại thôn xóm đã có gia súc bị bệnh, không được tiêm cho trâu bò đã có biểu hiện triệu chứng của bệnh viêm da nổi cục. Để được tiêm phòng thí điểm đúng tiến độ, huyện Vĩnh Linh đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, dụng cụ. Chi cục chăn nuôi và thú y phân công cán bộ kỹ thuật để hướng dẫn, chỉ đạo đợt tiêm phòng đạt hiệu quả. Ngành chuyên môn yêu cầu các địa phương, hộ nuôi tiếp tục theo dõi, quản lý chặt số trâu bò sau khi đã được tiêm vaccine theo hướng dẫn, đồng thời chăm sóc tốt cho đàn gia súc, tiếp tục thực hiện khâu vệ sinh, tiêu độc chuồng trại, phun thuốc diệt các loại côn trùng hút máu tại các hộ chăn nuôi, bãi chăn thả gia súc tập trung. Liên quan đến tình trạng nhận mãi lộ cho xe qua cầu Vĩnh Ninh đang thi công ở huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, mới đây ông Trần Văn Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được nhóm 4 người đứng ra thu tiền. Theo báo cáo giải trình của nhà thầu, công ty cổ phần 479 Hòa Bình sau khi lập đoàn kiểm tra nội bộ đã xác định được nhóm 4 người thực hiện việc tự ý cho các phương tiện giao thông qua lại trên cầu và nhận tiền của lái xe. Thời gian vi phạm của nhóm đối tượng này diễn ra từ ngày 7 đến ngày 19 tháng 1, trước ngày các cơ quan báo chí đưa tin. Mỗi lần, các đối tượng cho phương tiện đi qua được lái xe bồi dưỡng từ 50 đến 100 ngàn đồng, số tiền thu được trên 2,5 triệu đồng. Hiện nay, đơn vị thi công đã đình chỉ 2 người liên quan đến vụ việc nhận mãi lộ cho xe tải, xe khách cỡ lớn qua cầu Vĩnh Ninh, dù công trình này đang thi công, chưa hoàn thiện, khiến dư luận bất bình. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang lấy lời khai của 47 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trước đó, trưa ngày 24 tháng 1, sau một thời gian theo dõi, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Krông Bắc kiểm tra và bắt quả tang một trường gà ở trung tâm thị trấn Phước An. Chủ trường gà là Trần Phương Cường, 39 tuổi, thường xuyên tổ chức cho các con bạc đến đây cá cược. Theo cơ quan công an Đắk Lắk, trường gà này cá cược từ 20 đến 30 triệu đồng một ngày. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 100 triệu đồng, 35 xe máy, 1 xe ô tô và 4 cặp gà. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với quan tâm đầu tư để khai thác những tiềm năng về phát triển du lịch lịch sử, văn hóa và nhất là du lịch sinh thái, những năm gần đây huyện Cơ Bang tỉnh Gia Lai đã chú trọng để đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, để thu hút được du khách đến với Cơ Bang để trải nghiệm những nét đặc sắc của đồng bào bản địa nơi đây thì cần tiếp tục có sự quan tâm đầu tư về kết cấu hạ tầng, con người và yếu tố quan trọng là liên kết được với doanh nghiệp để hình thành được các tour, tuyến để lôi cuốn được du khách. Huyện Cơ Bang có 19 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Ba Na chiếm phần lớn với gần 40% dân số. Với sự phát triển của cơ chế thị trường, song nhiều làng đồng bào Ba Na trên địa bàn huyện Cơ Bang vẫn còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, như cồng chiêng, các ngành nghề truyền thống gồm đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng. Qua chuyến khảo sát mới đây tại di tích lịch sử làng kháng chiến Stơ, xã Tơ Tung và làng Mơ Ra, xã Công Lân Khân, làng được chọn triển khai mô hình phát triển du lịch cộng đồng dựa vào di sản. Đoàn công tác của Tổng cục Du lịch Việt Nam đánh giá cao về những tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Cơ Bang. Qua cái thời gian đi khảo sát chưa nhiều, nhưng mà chúng tôi cũng đánh giá là huyện Cơ Bang có một cái tiềm năng du lịch cộng đồng rất là lớn. Ngoài cái loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử thì cái cộng đồng ở đây thì với cái 19 cái dân tộc, trong đó cái dân tộc Ba Na là chiếm số đông, và rất nhiều cái bản sắc văn hóa vẫn còn được giữ gìn. Đấy, ví dụ như hôm nay chúng ta đang ở trong cái không gian một cái cộng đồng văn hóa Ba Na, nơi mà đang giữ gìn được rất nhiều các cái giá trị văn hóa, và cộng đồng cũng đang trực tiếp tham gia vào cái hoạt động phục vụ du khách, đón tiếp du khách. Dù có nhiều tiềm năng thế mạnh, song qua khảo sát cũng cho thấy việc phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Cơ Bang cũng còn nhiều vấn đề vướng mắc, nhất là tư duy, nhận thức của bà con trong làm du lịch. Các cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch chưa được đầu tư đồng bộ, chưa hình thành được những tour, tuyến. Công tác quảng bá còn hạn chế và chưa có sự liên kết trong việc thu hút du khách, và cần có sự quan tâm đầu tư và liên kết để phát triển du lịch cộng đồng ở Cơ Bang. Thì mà để mà phát triển thì cái sự vào cuộc của các bên là rất là quan trọng. Thứ nhất là chúng ta phải nâng cao cái nhận thức của bà con trong cái việc tham gia hoạt động du lịch cộng đồng. Chính quyền địa phương thì có cái trách nhiệm là phối hợp với các cái doanh nghiệp du lịch để hướng dẫn bà con làm du lịch cộng đồng, hướng dẫn từ cái việc mà đón tiếp khách như thế nào, hướng dẫn được việc mà bố trí các cái dịch vụ để mà cho khách được trải nghiệm ở trong cái thời gian mà khách lưu trú tại đây, hướng dẫn trong cái việc mà sắp xếp lại cái cuộc sống sinh hoạt, dành ra những cái khoảng không, những cái thời gian để mà đón tiếp du khách, rồi là hướng dẫn cho bà con cái lòng tự hào về cái bản sắc văn hóa của dân tộc, và từ đó lấy cái lòng tự hào đó và truyền cảm hứng để mà phục vụ du khách. Tôi sẽ định hướng trong thời gian tới, thứ nhất thì tập trung 6 cái làng Tuyên Hóa Kiều Mẫu, làng nông thôn mới đấy, sẽ tổ chức đào tạo một nguồn nhân lực về cái du lịch cộng đồng, sau đó là tổ chức triển khai chỉnh trang lại về các nhà cửa và các nghề truyền thống của người Ba Na, trong đó nghề dệt thổ cẩm, nghề đan lát, và tổ chức lại một nhóm người là sẽ anh sẽ làm cái ẩm thực để phục vụ các du khách. Trong đó là tôi tập trung đào tạo cái đội cồng chiêng, trong đó là chú trọng đến đội cồng chiêng nhí và nữ để phục vụ các du khách. Nếu được quan tâm đầu tư đúng mức thì du lịch cộng đồng tại huyện Cơ Bang sẽ có những bước phát triển trong tương lai, trở thành ngành lao động chính của bà con nơi đây. Từ đó sẽ kết hợp giữa du lịch lịch sử, văn hóa, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, để giúp cho du khách tìm hiểu được những giá trị văn hóa, lịch sử và có được những trải nghiệm lý thú khi đến với Cơ Bang.